Bên này là cái phần thực hành để tập chánh niệm tỉnh giác. Cho nên thầy cũng tả luôn mấy cái bài này cho mấy con, mà chắc bữa nay vì cái lớp mình chia ra nó không đủ đó. Nhưng mà cái bài của người nào thầy trả cho người nấy. Trước khi trước khi thầy trả bài, thầy sẽ đọc mấy cái bài của huynh đệ của các con đang tu tập có những cái khó khăn, và rút tỉa qua những cái khó khăn để mình thành tựu được cái sự tu tập của mình, để thấy những cái khó khăn đó. Đây là một người tu hành ở trong các con mà gặp phải những cái khó khăn, trong khi đó nhờ cái quyết tâm cho nên khắc phục những cái khó khăn đó, vượt qua những cái chướng ngại. Thầy xin đọc: từ ngày vào tu viện thực tập tu học đến nay ngót nửa tháng, con vẫn thấy hôn trầm thùy miên cứ đeo đuổi ráo riết. Đang đi kinh hành mà con hầu như không thể chịu nổi, với đôi mắt cứ muốn sập xuống, ráng nhướng lên mà vẫn thấy lờ mờ như người sắp bị mù, thân không muốn bước, tinh thần rã rượi bủn rủn. Con vội tìm ghế ngồi tự nhủ thầm: thầy đã khẩn thiết nói với các con là thầy sẽ mở khóa dạy tu học lần cuối này, nếu các con không cố gắng tu tập thì thầy sẽ nhập diệt. Nghe lời thầy như trăng trối, con cảm thấy rất lo sợ. Mặc dù con đã 65 tuổi rồi, nói quá trễ thì cũng đúng, mà nói có thể cố gắng tìm đường giải thoát thì cũng ngại. Tuy thế, con cũng quyết tâm nhân cơ hội cuối này sẽ phấn đấu. Tuy thế, con cũng quyết tâm nhân cơ hội cuối này để phấn đấu, nỗ lực tu tập, dù chết cũng cam. Con tự nghĩ mình đã bỏ gia đình vào đây trước là mong mang ơn Đức Phật như biển cả, đức ơn đức như biển cả của thầy tôn kính. Vì đoàn con dạy mà thầy không nề công cực nhọc, sớm hôm dìu dắt chúng con trên bước đường giải thoát. Mặc dù tuổi thầy đã cao, sức đã yếu lắm rồi, bên cạnh có cô Út phải chịu lao nhọc, lo lắng nấu nướng thức ăn cơm nước dung dán cho số đông người tu tập mà không than thở một lời nào. Kế đó, công đàn na thí chủ nhúc nhích tiền của để cúng dường chư tăng ni mà không nệ mồ hôi nước mắt. Ôi, nói sao cho hết công ơn bao la này, thật đáng tôn kính biết ngần nào. Thế mà mình lại ương ương lười biếng, chỉ ăn no ngủ kỹ hay sao? Thật là đáng trách đáng khinh. Nghĩ đến đây, con tự gào thét trong tâm: hãy đứng lên và mạnh dạn đi kinh hành ngay. Thế là con tác ý hãy tiếp tục tu tập đi kinh hành. Tôi biết đi kinh hành, hãy đuổi con ma ngủ ra khỏi ngay. Thế đấy, cũng hơi lạ, con đi kinh hành một cách tỉnh táo tới hết buổi tu tập mà không còn hôn trầm nữa, liên tục tới hôm nay. Tuy có lúc hơi tái lại là con tác ý ngay, không được lười biếng, hãy bước đi kinh hành là cái thân tỉnh lại ngay. Thậm chí những buổi nghỉ trưa con bắt buộc nó ngủ quy định 45 phút mà thôi. Thưa thầy tôn kính, đây là lời tâm đắc chân thành mà con tha thiết mong thầy xét duyệt và chọn lựa pháp tu theo đặc tướng của con để con tiếp thu và triển khai pháp hành thế nào cho thuận lợi. Con cúi xin thầy chấp nhận cho con chọn thời khóa nội quy tu viện hiện hành 4 thời, mỗi thời 3 tiếng. Kính thưa thầy, con xin trân trọng kính dâng lên thầy lòng tôn kính cao quý nhất của con, và ước nguyện thầy mãi mãi vững bền sức khỏe để giúp đỡ chúng con thoát kiếp đời khổ đau này. Đây là một thiền sinh ở trong tu viện khi mà phá hôn trầm, chỉ có cái quyết tâm
mà mình đã thắng được hôn trầm. Chỉ có cái tư duy suy nghĩ đúng cái ân nghĩa mà mình không thể nào dễ dãi với mình, cho nên thoát ra được khỏi hôn trầm cũng là một điều quyết chí hết sức. Cho nên thầy nghĩ rằng tuổi già của các con phải chọn lấy cái pháp, cái thời gian tu, chứ cái sức khỏe của mấy con không còn đủ khả năng để mà chiến đấu với giặc hôn trầm triền miên. Nó là một cái chướng ngại rất lớn ở trong cái đời sống tu hành của chúng ta, làm chúng ta mất sự tỉnh thức. Vì nó là cái vô minh lậu, nó làm cho chúng ta mê mờ, mù mịt, không có rõ. Do mà chiến đã thắng được nó là một cái điều rất khó. Thứ nhất, chúng ta phải đi từng bước, từng bước một. Nếu mà chúng ta vội vàng thì nỗi lo lắng cho thầy. Ví dụ như thầy Chân Thành trải qua một thời gian dài thầy chiến đấu với hôn trầm thì thầy không lo lắng lắm. Nhưng mà Thiện Thảo tuổi trẻ bồng bột nông nổi, cho nên nỗ lực chiến đấu với hôn trầm trong suốt thời gian 10 ngày thì nó tỉnh. Nhưng mà cái tỉnh đó rất là lo cho thầy chứ không phải là không lo. Bởi vì cái tỉnh đó mà khi chúng ta biết rằng cái chúng ta chưa ly dục ly ác pháp mà chúng ta phá vội cái hôn trầm, bây giờ tỉnh nhưng mà nó tỉnh ở trong cái tưởng chứ không phải tỉnh ở trong cái ý thức của chúng ta. Cho nên cái này là cái lo lắng của thầy. Vì vậy mà luôn lúc nào thầy cũng theo dõi một bên để xem xét coi cái tình trạng nó đi đến chỗ nào để mà gỡ cái rối này, chứ không phải là chỉ mình chiến thắng như vậy là bình an. Nếu mà đi từng cái lớp, ví dụ như ngay từ cái lớp mà tu học chánh kiến mà làm bài vở như thế này, mà khi Thiện Thảo thì đưa ra cái đề tài nào làm thông suốt cái đề tài này thì có thể đặt cách ở trên định vô lậu, thì Thiện Thảo phải thông suốt định nhân quả của con người. Cái nhân quả của con người thì Thiện Thảo sẽ nói đúng đắn đâu ra đó và biết cách áp dụng vào đời sống mình từng chút, thì cái phương pháp mà tu của Thiện Thảo sẽ là cái đưa đến Thiện Thảo cứu cánh trong dòng trình bãi ngày là đã xong. Nghĩa là khi mà phá được cái hôn trầm mà bằng cái tri kiến giải thoát của mình giới định vô lậu, phá cái dục lậu và hữu lậu một cách tuyệt vời, thì Thiện Thảo sẽ là một cái người tu rất nhanh. Nhưng vì thầy nhìn qua cái bài mà tu về định vô lậu á của Thiện Thảo viết thì quá kém, cái tri kiến chưa đủ sáng suốt để nhận định được nhân quả, thì làm sao mà xả được dục lậu hữu lậu. Mà không xả được dục lậu hữu lậu thì chưa ly dục ly ác pháp, thì làm sao mà ly cái vô minh lậu được. Mà ly được cái vô minh lậu mà tỉnh như vậy tức là phải tỉnh trong tưởng. Đó là một cái sự xác định của một vị thầy, người ta hiểu biết cho nên người ta biết được cái này là sai. Cho nên một cái người mà ngồi thiền như thầy nói như thế này, vì trải qua sự tu tập mà thầy nhận xét qua những cái kinh sách của những vị mà để lại những thiền định, thầy biết họ sai ở mức độ nào. Ví dụ như thiền sư Asika người Thái Lan, ngài tu theo kiểu thiền Đông Đồ, cho nên cái mặt hồ tĩnh lặng của ngài biết, thật sự ra thì ngài rớt ở trong tưởng mà ngài đâu biết. Cũng như bây giờ Thiện Thảo đang rớt trong tưởng mà Thiện Thảo có biết không? Không biết, cứ ngỡ tưởng là mình đã chiến thắng, đã thắng được hôn trầm. Đúng, thắng được hôn trầm, nhưng bằng trạng thái tưởng, đổi lại bằng trạng thái tưởng, thì thà để hôn trầm hơn là để trạng thái tưởng. Còn Thiền sư Mahasi, cho nên từ đó mà cái pháp của Thiền sư Mahasi tập trung lại không đúng pháp của Phật. Thay vì Phật dạy hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì tại chỗ mũi chứ sao lại ở bụng, ở cơ bụng mình phình xệ. Ở đây chúng ta nói tất cả những cái này để chúng ta thấy, chứ chúng ta không chê những người đó. Tại vì những người đó họ chỉ hiểu qua cái hiểu của họ. Họ hiểu qua cái hiểu của họ mà họ quên căn cứ vào lời của Phật dạy, nương vào hơi thở tu mà lại thấy bụng phình xệ, tức là có sự tập trung. Rồi từ đó minh sát ra, tệ minh sát ra. Thì như vậy chúng ta tệ minh sát đó là tệ tưởng, chứ làm sao khi ở trong cái sự ức chế của chúng ta mình đi ra thì tưởng rồi, làm sao còn cái gì gọi là tuệ. Còn bây giờ hiểu, bây giờ thầy có dạy mấy con ức chế tâm mình đâu, mà dạy mấy con khai triển tri kiến của mình ra, cái sự hiểu biết của tri kiến. Kinh Pháp Cú Phật dạy mà ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, mà lấy cái ý thức của chúng ta mà dẫn nó vào, chứ đâu có cái gì khác hơn.
Mà bây giờ chúng ta đã dừng cái ý thức rồi, bây giờ dùng cái biết của chúng ta kế đó mà triển khai ra thì không phải là cái tưởng sao? Cho nên những cái sai của những người sai mà làm cho chúng ta bây giờ không có đường đi tới được. Cho nên thì bây giờ thiện thảo tu là một điều đó, chứ không phải là điều mà thầy hãy diễn đâu. Còn chân thành tu thầy cũng rất sợ, chứ đâu phải phá được không trầm thùy miên. Nhưng mà nhìn lại nhìn lại thì thầy biết, chân thành biết những cái bài, những cái bài có tri kiến hẳn hoài, có thấy được, cho nên có sẵn tâm được, nhưng mà chưa rốt ráo đâu. Vì vậy mà con đường mà tu để mà phá cho sạch không trầm thì chân thành, nếu lơ lỏng, tuy rằng sức suốt đêm được, nhưng mà lơ lỏng chỉ cần nằm chút xíu là không trầm đánh vô, hoặc là ngồi lại sẽ bị liệt, nó chưa sạch thật sẵn đâu. Cho nên vì vậy mà cái hôn trầm buồn ngủ chúng ta vẫn còn đeo đẳng, thì chúng ta phải cố gắng xả cái phần tâm của chúng ta, tất cả những cái điều kiện, những ác pháp tác động đến, chúng ta xem như là tất cả các pháp đều vô thường, không có gì của mình mà phải chấp phải lo, chỉ còn duy nhất là tâm bất động mà thôi. Có thì như thầy chân thành hiện giờ nó có nhiều cái điều kiện, nhiều ác pháp tác động cũng làm dao động tâm chứ đâu phải không, nhưng mà chính chỗ này lo mà xả tâm, mà xả tâm hết thì ngay cái hôn trầm mà thùy miên nó cũng sẽ hết luôn. Bởi vì cái tâm mình xả hết thì cái hôn trầm thùy miên sẽ không còn có nữa, mà không phải cần phải cố gắng hơn nữa. Cho nên trong cái sự tu tập, trong cái khóa mà học tập hôm nay đó, mục đích của thầy là làm sao cho mấy con tu đúng để đạt được, chứng đạt được chân lý, giải thoát hoàn toàn, làm chủ sự sống chết. Đó là cái mục đích của cái lớp học này. Đây là một cái thiền sinh có cái lời bộc bạch như thế này. Thầy cũng đọc để cho các con thấy rằng những cái điều mà các con viết ra nó đều có cái ích lợi là gì, để cho chúng ta hiểu mà chúng ta cố gắng. Như vừa rồi vì hôn trầm mà một người già yếu này đến đây tu tập, vẫn dùng một cái ý chí dũng mãnh bằng cách nhắc nhở thân tâm của mình, cái ơn nghĩa quá lớn, phải nỗ lực không thể còn lười biếng được, vậy mà hôn trầm lui. Chỉ một ý chí, chỉ một cái nghĩ đúng mà nó làm đã lui nó được, thì các con thấy có phải là tri kiến của chúng ta không? Chứ đâu có phải mà ráng mà cố gắng bằng cách nào khác hơn nữa. Mà cái nghị lực, cái ý chí của chúng ta và bằng cái sự hiểu biết ơn nghĩa đó, nó đã thúc đẩy cái người đó phá được cái hôn trầm. Mà trong khi tuổi lớn rồi đâu phải chuyện dễ đâu, phải không? Đó thì các con thấy cái nghị lực của ý chí, cái sự hiểu biết, cái sự cân nhắc của ý chí, nó giúp cho chúng ta có cái nghị lực rất lớn, làm cho hôn trầm thì miên không còn tấn công một cách. Thì thật ra mấy con buồn ngủ rồi mấy con biết nó đánh như vậy, nó đánh như cái cảm nghĩ mà của bác này mà đã ghi ra đó là đúng đó, nó không sai đâu. Muốn mở con mắt lên nó mở không có được, nhướng lên vậy nó muốn nhắm lại cho nó không có. Sự thật là hôn trầm thì miên ghê gớm lắm, còn cơ thể thì nó rã rưởi, nó hết muốn đi, nó hết muốn gì, chỉ cần nằm xuống là nó thiếp vô liền, nó như vậy cho nó không dễ. Đó là cái kinh nghiệm thật, cái niệm thật của đời người tu hành, mình mới thấy được cái mặt của hôn trầm thùy miên nó ghê gớm, đánh mình ghê gớm. Mà chắc ai có cuộc chiến đấu với hôn trầm thùy miên đều thấy chưa. Đây là một cái bức thư gửi đến thầy, nhưng nó cũng có những cái ý nghĩ, cho nên thầy muốn đọc để cho các con nghe, để cho biết. Kính bạch thầy, tính hôm nay là 18 ngày con tham dự lớp Bát Chánh Đạo, tâm con rất vui vì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình bằng tri kiến giải thoát. Đời học sinh của con đã trải qua 3 trường học, nhưng không trường nào có nội quy, kỷ luật nghiêm khắc như trường này. Tuy vậy, nhưng con không có ý định trốn học, bỏ học, vì những gì con đang học là đạo đức nhân bản. Vì trường học của con mang đến tình người thật sự cho con cũng biết một ông thầy giáo gần 80 mà đứng lớp dài phải soạn giáo án, chấm bài vất vả lắm. Vì con đã từng làm cô giáo nên con hiểu điều này. Lên non mới biết non cao, dạy học trò mới biết công lao của thầy. Vì thương học trò mà thầy tận tình chỉ dạy, đã không thu học phí mà thầy còn chu cấp học bổng về ăn ở, sách vở, giấy bút. Thầy ban tặng lời khen cho những ai học tốt và lời sắc tấn cho những ai chán nản lười biếng. Con tin rằng dưới sự đào tạo từng lớp căn bản của thầy, tương lai không xa sẽ có người chứng quả A-la-hán thay thầy chỉ dạy lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho chúng sanh.
Con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu ngoài đời, vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha, mong mình được giải thoát trong giây phút cuối cuộc đời. Con thương những thanh thiếu niên bỏ đi vui thú ngoài đời, về đây tu học với tâm nguyện độ mình, độ người. Con thương tất cả mọi người cũng như thương bản thân con. Trước khi gặp chánh pháp, phải trải qua biết bao nhiêu kiếp luân hồi đau khổ. Nhìn những người thiếu phước duyên gặp Phật pháp, đang mê mờ tạo ác nghiệp rồi thọ nhận quả ác, mà tâm con nhói đau. Bởi từ trường ác của con người đã tạo hàng ngày, sanh ra nạn kiếp con người, hủy diệt con người, sóng thần, động đất, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bệnh tật, hết vùng này đến vùng nọ. Rồi tương lai con người sẽ ra sao? Con cầu mong tất cả tu sinh tham dự lớp Bát Chánh Đạo hãy dốc tâm dốc sức tu tập cho chứng đạt chân lý, không phải vì mình mà vì tất cả chúng sanh, vì những con người đang đau khổ, đang khao khát nền đạo đức nhân bản, nhân quả tinh thần tỉnh này. Kim Như ngày 19 tháng 11 2005 kính bút. Đó là một thiền sinh trong lớp tu học này đã có cảm nghĩ về lớp học của chúng ta hôm nay. Những bức thư như vậy, những lời tâm tình như vậy cũng là những điều sắp đánh cho chúng ta trên đường tu học. Thầy mong rằng trên bước đường tu học chúng ta sẽ là người có đủ phước, nỗ lực tu tập để thoát ra khỏi kiếp đau khổ của con người, và cũng là một ánh đuốc sáng, một ngọn đèn sáng soi cho những người kế tiếp bước chân trên đường tu theo đạo Phật mà không sợ lầm lạc, không sợ phí công. Và chúng ta tu tập cũng xứng đáng để đền đáp công ơn của mọi người, của thầy, của Phật. Vậy thầy mong các con hãy cố gắng và cố gắng hơn. Những điều mà hôm nay thầy dạy cho mấy con, có người đề nghị với thầy là các cụ già thì nên ngồi gần bên thầy để được nghe lời thầy nói, còn những người trẻ thì ngồi phía sau. Đó là cái ý góp ý của cái người khác góp ý như vậy, thì theo thầy thiết nghĩ thì chắc chắn là sau này mấy con người lớn tuổi thì mấy con ngồi trước, và người nhỏ tuổi thì chúng ta nhường cho người già để ngồi, mình ngồi sau thì nó mới đến tốt. Đó là có những cái ý kiến người ta góp ý như vậy, nghĩa là kính lão đắc thọ, kính người già. Thì ở trong đây chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bình đẳng để biết tôn kính với nhau trong cái sự mà tu học. Cho nên trong cái vấn đề mà tu học thì chúng ta sắp xếp như thế nào để cho cái lớp học của chúng ta nó ổn định, mà người khác ở bên ngoài người ta không có chia cái lớp học mình, dù là những cái ý kiến được đóng góp, nhưng trong cái ý kiến đó thì người ta cũng chê mình đó, chứ không phải không chê đâu. Đấy, cho nên mình cố gắng làm sao cho đừng để cho người khác nói một tiếng nói gì đối với mình. Chứ vậy hôm nay thì ngày mai, ngày mốt lớp học chúng ta còn đang tiếp tục, thì chúng ta sắp xếp lại. Người già thì được ngồi lên trên gần bên thầy, còn người trẻ thì ngồi xuống. Và cái cư sĩ thì các con sẽ ngồi theo cư sĩ, mà tăng thì ngồi theo tăng, nghĩa là người tu thì ngồi theo người tu cho thứ lớp, để không người ta nhìn tăng ni gì lộn xộn, hoặc là tăng vật cư sĩ với tăng lộn xộn, người ta cũng cho mình cái tổ chức không khéo. Thì thật ra thầy không có nghĩ điều đó. Thầy nghĩ rằng trong cái sự tu học của mình chỉ bình đẳng mà thôi, ngồi đâu cũng được. Nhưng mà cuộc đời người khó quá, rất là khó. Cái đôi mắt người ta chỉ biết chê trách mà thôi. Nhưng thầy thiết nghĩ mình nỗ lực mình tu cho đạt được giải thoát, dù ngồi trước ngồi sau, miễn làm sao ở trong phòng này thầy nói mà các con nghe được đầy đủ thì điều đó là điều tốt. Riêng người khác thì người ta hay bình phẩm thế này thế khác, nhưng người ta bình phẩm cái đúng thì mình nên cố gắng mình sửa.
nhưng cái sai thì mà họ nói gì cũng được, mình không cần biết. Ở đây có nhiều khi có nhiều ta có những cái lời mà người ta nói sai, người ta phê bình cái này kia nhưng mà sai thì mình không chấp nhận, nhưng mà mình không nói lại, mình làm thinh. Còn cái đúng, cái đúng thì mình nói, nghe cái đúng thì mình sửa, mình làm cho đúng để người ta không có nói mình lộn, không có biết tổ chức. Cho nên hôm nay thì mấy con nhớ kỹ những lời thầy nói. Sau khi vô lớp thì những người già thì các con sẽ đưa họ đến cái vị trí của họ, bởi vì ai cũng nghĩ mình khiêm hạ, khiêm tốn mấy con. Mình khiêm tốn, mình muốn ngồi sau để chứng tỏ cái ngã của mình nó dẹp đi. Cho nên vì vậy mà cứ nhường nhịn lẫn nhau, và do đó nó không được sắp xếp một cách ổn định. Vậy mà chúng ta thẳng thắn, bây giờ với cái người lớn tuổi thì chúng ta cứ bước lên trên này, ngồi trên, rồi những người mà tuổi trẻ thì sẽ ngồi sau những người già. Và chúng ta chia hai hàng ra, một bên thì tu sĩ và một bên là cư sĩ. Như bữa nay mấy con chia như thế này thầy thấy rất là phù hợp, bên đây toàn là tu sĩ, bên kia là bên đây là cư sĩ, bên kia là tu sĩ, như vậy là quá hợp, quá tốt. Vậy thì bây giờ đó thì những cái bài của mấy con, như cái bài của Bác Phước, nên viết lại, nên cái bài này tạm đủ. Thì con nên viết lại cái bài đường đi của nhân quả con người. Cái bài của con thì đường đi nhân quả của con người. Đây thầy sẽ trả con phải viết lại cái bài đó. Còn thầy chân thành thì tiếp tục cái bài nhân quả thân hành. Một lát có người sẽ gửi lại mấy con. Thầy chân thành sẽ tiếp tục viết cái bài. Ở đây Minh Thiền, con sẽ viết cái bài đường đi nhân quả của con người. Con sẽ tiếp tục viết lại, viết cái bài mới. Con hãy tiếp tục làm bài đường đi nhân quả của con người. Chí thiện con, chí thiện con sẽ làm. Con cố gắng vì cái nhân quả, cố gắng những gì mà thầy ghi thì con cố gắng mà làm, lặp đi lặp lại nhiều lần để cho nó thấm nhuần tới cái nhân quả của con người đó. Nó có khó rồi mấy con, để thầy gợi ý cho mấy con khi làm thì phải làm cho nó đúng. Hôm qua con có làm bài ở đây thầy nhân quả con người. Vậy hả, có rồi hả con? Ở đây thì cái bài còn nhân quả loài thảo mộc con. Rồi cho nên thầy mới ghi ở trong cái này là đường đi. Chắc có lẽ là chưa. Thì con làm cái bài đó rồi, thì nếu mà đường đi nhân quả rồi thì để thầy xem thử coi, rồi thầy sẽ khích lệ làm tới cái bài đấy. Mà thầy gợi ý như thế này nữa con, khi mình tổng quát mình nói về đường đi của nhân quả là mình tổng quát cái đường đi của nó thôi, tức là thân hành, khẩu hành, ý hành là cái đường đi của nhân quả con người. Nhưng mà mình tổng quát mình giới thiệu, coi như là mình giới thiệu cái đường đi, cái bài đó, bài đầu tiên là mình giới thiệu, tức là mình làm bài nó có đi từng phần rất rõ ràng. Khi mà mình muốn tư duy một điều gì đó, mình chia nó làm nhiều phần để mình tư duy nó sâu sắc hơn, nó đi sâu vào. Chứ còn mình không có chịu phân nó ra làm từng phần nữa, mình quán thì coi như mình đưa nó vào để mình suy tư, nó cạn lắm đấy con, rồi nó không có sâu. Cho nên mình chia ra nhiều phần, bắt đầu đó mình bắt đầu đi vào một cái nhân quả của con người, thì mình nhận ra cho được cái đường đi của nó, thì mình viết bằng khẩu hành, cái thân hành, khẩu hành và ý hành là cái đường đi của nhân quả con người. Và trong thân hành, khẩu hành thì mấy con dựa vào cái thập thiện, vì trong thập thiện nó có nói cái hành động của thân, của ý, của miệng của mình. Thì về hành động của thân nó có 3, về hành động của ý nó có 3, mà về hành động của khẩu nó tới 4 là mấy con đó. Vì vậy cái đường đi của nó là cái đường đi của thập thiện đó, tức là thập ác đó. Ở đời thì nó thập ác, mà trong đạo thì nó thập thiện, cho nên đó là cái đường đi của nhân quả. Mà khi mà kinh thập thiện đó là chỉ cho đường đi của nhân quả đó, chứ không có gì hết. Cho nên chúng ta khi biết rồi, chúng ta giới thiệu cái đường đi của nó, chúng ta
làm sao mà cho người ta đọc, đừng có nói lầm dòng nó dài, đừng có nói mà lầm dòng. Ví dụ như thân hành thì chúng ta giới thiệu về thân hành, nó có nó có cái trên đường đi của thân hành thì nó có ba cái điều kiện của nó phải làm, phải làm. Nếu mà sai ba điều kiện đó là nó nhầm ba cái điều, cái nhân ác của nó. Mà khi mà nhân cái nhân ác thì nó phải thọ lấy quả khổ, mà cái nhân thiện của cái thân hành, của cái thân hành nó đem đến cái phước cho cái người đó thụ hưởng, cái an lạc cho cái người đó thụ hưởng. Thì mình chỉ nhắc về thân hành nó như thế nào, rồi cái khẩu hành nó như thế nào, rồi ý hành như thế nào thôi, chứ mình không nói xong. Mình giới thiệu cho người ta đường đi nó trong cái đó, trong ba cái nẻo đó, và mình nhắc ba cái điều ác và ba cái điều lành của thân, ba cái điều ác, ba cái điều lành của ý, bốn cái điều ác và bốn cái điều lành của khẩu hành. Rồi mình tóm lược, mình kết luận của cái bài này lại, mình nói cái bài này đó là cái đường đi mà đem đến sự an vui hạnh phúc cho con người, mà cũng đó là cái đường đi của nhân quả mà đem đến sự tai họa khổ đau cho con người. Cho nên chúng ta cần về, tức là mình cho nên mình khéo léo lại một chút xíu. Do đó mình sẽ giới thiệu cái đường đi để cho biết cái thiện cái ác ở trên cái đường đi đó, tức là nhân thiện nhân ác, hoặc là cái quả thiện quả ác ở trên cái đường đi đó mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta là thật thiện thật ác đó. Con nhớ lấy cái căn bản đó mà dạy ra cái đường đi. Rồi sau đó bây giờ chúng ta đi vào, xoáy vào cái thân hành thì nó có những cái đặc điểm, thì nó khi nào mà mấy con làm tới mấy con phải lưu ý về cái thân hành thì nó nhiều lắm mấy con. Cái nhân và cái quả của thân hành nhiều lắm, thậm chí như mỗi bước đi của chúng ta, mỗi hành động làm của chúng ta, cái nghề nghiệp của bản thân chúng ta, cái hành động mà làm cái nghề nghiệp để nuôi sống chánh nghiệp đó, thì nó là cũng thân hành đó mấy con. Cho nên trong cái thân hành đó thì mấy con phải nói nó như thế này, nghĩa là nhân của cái hành động đó thì nó phải có cái quả, mà cái quả thì mấy con phải áp dụng vào cái thân hành, cái quả đó nó vào cái bản thân của con người, nghĩa là gợi được cái nhân, gợi nói được cái quả thì phải nói đến cái sự áp dụng vào cái đời sống của con người, nó ba cái phần của nó rõ ràng. Thì mỗi khi chúng ta nói một cái hành động, một cái hành động, ví dụ như một cái lời nói chúng ta nói ác đi, thì cái lời nói ác đó là cái nhân, mà cái quả của lời nói ác đó, nó xảy ra cái gì, và nói xong cho họ biết nhân quả nó xảy ra vậy rồi thì áp dụng vào cái đời sống của chúng ta, vậy thì con người chúng ta phải thực hiện cái nhân quả nào ở trong cái ngôn ngữ này. Các con biết như vậy nó rành rẽ, nó rõ ràng gì, đặng khi mà nó có cái ác pháp đến thì mình biết phải áp dụng nó như thế nào để chuyển hóa được cái tâm mình ngay liền. Thì lúc bây giờ cái học hỏi, cái học hiểu thông suốt của mình mà biết áp dụng vào đời sống của mình nữa, bởi vì mình viết ra mình có sự tư duy mấy con, cho nên khi mà đụng chuyện là nó đã quá giải rồi, nó làm cho tâm nó rất bình an. Còn nếu mình chỉ nói nhân quả rồi thôi, mình không có nói cái áp dụng vào cái đời sống của mình để đem lại cái quả thiện của nó, cái quả phước của nó, thì coi như là mình chỉ thiếu ở trong một cái hành động nhân quả đó. Mà biết bao nhiêu cái hành động, biết bao nhiêu thì biết bao nhiêu cái mà để áp dụng vào cái đời sống. Cho nên cái bài mà luận về nhân quả con người nhiều lắm, mấy con biết nhiều lắm, nhiều như vậy nó mới thông suốt không, nó làm cho chúng ta có cái tri kiến nhìn vào mọi chuyện, nó đều chúng ta thông suốt được cái nhân quả. Cho nên ở đây thì chân tịnh ở đây bữa nay chân tịnh không có đây, bị chân tịnh cái chắc có lẽ là buổi chiều rồi. Sư Minh Thống cũng không có đây, là lớp chiều, lớp chiều nữa rồi. Quỷ Hưng có không con? Có đây. Con hãy làm cái bài đường đi của nhân quả con. Còn bài này của Thanh Quang, mà Thanh Quang chắc nay cũng có. Buổi chiều luôn. Bài làm đầy đủ ý đường đi của nhân quả, hãy tiếp tục làm nhân quả thân hành, nghĩa là cái bài này của Thanh Quang có làm. Bài này của Nguyên Tịnh, Nguyên Tịnh có đây không con? Không có. Có không con? Bài của con. Theo thứ tự làm lại bài nhân quả thảo mộc, con vào giới thiệu nhân quả, rồi nói đến đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, rồi kết luận. Con có làm cái bài đó chưa? Có rồi hả con? Rồi, như vậy thì con sẽ làm, nếu mà con đã làm cái bài mà đã theo thứ tự của nhân quả mà con làm rồi, thì con sẽ làm cái bài đường đi của nhân quả. Con bữa nay làm rồi.
cũng có nộp rồi đây phải không? Rồi vậy tốt quá rồi. Được rồi. À, bài làm của chân niệm, chân niệm tức là suy duyên có đây không con? Không có. Minh Nhân, Minh Nhân. À, bài làm của con à, có tiến bộ nhiều à, nên tiếp tục làm bài đường đi của nhân quả. Con làm chưa con? À, con làm, cố gắng làm. Thầy gợi ý nữa mấy con làm để nó đúng cách đó con. Cái này là cái bài mới con. Bên kia là bài mới. Thế nào? Minh Nhân cái bài mới này mà. Cái bài này cũ hả con? Dạ, bài mới thầy, nó bài mới. Cái này bài mới mà con. Cái này bài mới mà. Bài mới, bài cũ của Minh Nhân. À đây rồi, đây rồi. Cái này bị Minh Nhân bỏ qua đây. Chặt quá. Trả lời với anh thầy. À, trả lời con. À, còn Pháp Châu. Pháp Châu chắc không có hả con? Không có Pháp Châu. Pháp Châu ở trước mà chắc là buổi chiều. Bài này Phước Tồn, con cái bài Phước Tồn có hả con? Rồi. À, con bài này đầy đủ. Hãy làm bài mới đường đi nhân quả của con người, con làm chưa? Con làm thì chắc có lẽ là bài đó chưa chấm. Nó còn ở trong đó. Bài này bài cũ. Hay bài này của chân niệm mà không có đây, tức là suy duyên. Bài này Kim Quang, Kim Quang có không? Không có. Kim Quang không có đây. Chiều. Bài này Chí Thiện con không con? À, con tiếp tục làm bài khẩu hành con. À, nhớ với những điều thầy nói, nó khẩu hành nhiều lắm đó con. Nó là bốn lệnh đó, đối với thập thiện nó là bốn cái hành động của miệng, nhưng mà bốn cái căn bản đó chứ nó chuyển là nó trùng trùng đó, bởi vì nhân quả thì nó trùng trùng duyên khởi đó, nó nhiều lắm. À, cho nên nó căn bản thập thiện đó là nó căn bản để mà nói những cái gốc của nó thôi, chứ một sự thật ra nó sanh ra biết bao nhiêu cái hành động của nhân quả của nó. Cho nên đứng vào mà trong nhân quả của Phật giáo thì coi như là coi như là chúng ta lấy thập thiện mà làm cái gốc, bởi vì thập thiện là cái tiêu chuẩn làm trời đó. À, cho nên vì vậy mà chúng ta thông suốt được cái nhân quả, là chúng ta mọi người mà thông suốt nhân quả mà sống đúng nhân quả là chúng ta là những người trời con đó, chứ không phải là cái người phàm phu nữa đâu mấy con, bởi vì đó là cái tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nó hơn con người. Còn cái tiêu chuẩn con người á thì nó nằm có năm giới thôi, ngũ giới mà thôi. Còn cái tiêu chuẩn làm trời là thập thiện đó, mà chúng ta đã thông suốt được cái thập thiện, là thông suốt cái đường đi của nhân quả, mà thông suốt đường đi nhân quả là chúng ta đã về cõi trời hết, không có người nào mà còn ở cõi thế gian đâu, đang sống ở thế gian chứ chúng ta đang ở thiên đàng hết giáo rồi, không còn mà người nào ở. Bởi vì ở ngoài đời mấy con biết họ biết thập thiện ha, phải không? Mà đây mà mình triển khai cái thập thiện bằng nhân quả chứ không phải nó thập thiện suông. Thường nào tới giờ có ai hiểu thập thiện là nhân quả bao giờ mấy con? Có phải không? Người ta có hiểu thập thiện là đường đi của nhân quả không? Nhưng mà hôm nay thì triển khai điều là hoàn toàn Đức Phật muốn nói cái điều đó đó, chứ không phải là thầy nói. Nhưng mà sự thật ra người ta cô động quá làm chúng ta không hiểu. Còn hôm nay mình triển khai đúng là thân hành, khẩu hành, ý hành, thì ở đó nó thân khẩu ý chứ có cái gì khác hơn, phải không? Thập thiện mấy con thấy rõ chứ gì? Đó là đường đi của nhân quả thì không phải đó là nhân quả sao? Mà triển khai nhân quả để thông suốt được nhân quả, tri kiến giải thoát của nhân quả thì không phải là chúng ta là những người trời nữa. Người trời mới thông suốt được thiện pháp đó, chứ còn người phàm phu thì luôn luôn ở trong 10 cái điều ác, chứ dễ gì họ được ở trong 10 điều thiện này. Thì do đó con tiếp tục con làm về khẩu hành. Còn nếu mà con thấy về cái thân hành nó còn thiếu thì phải làm. Thật sự thân hành nhiều lắm con. Từ cái nghề nghiệp, con nói ngay bây giờ, cái nghề mà làm tu sĩ này coi chừng nó không tốt lành gì đâu, phải không? Tu thật sự giải thoát chứ tu mà gõ mõ tụng kinh nó không tốt gì đâu, mà tu mà ngồi niệm Phật nó sai nó cũng không lành gì đâu, nó không bằng người ta tu thập thiện đâu. Do đó có thể mà con phải viết cho hết cái lớp này, là bắt đầu mà tới mà nhân quả mà con người á, thì mấy con sẽ biết là người nào mà làm được cho lên, với người nào không được thầy bắt buộc ở lại hoài. Nó là cái tri kiến giải thoát của chúng ta rồi, mà nếu mà không có thông suốt thì mấy con có giải thoát được không? Mấy con nói lù mù lờ mờ là cứ ở lại lớp này hoài thì thầy có thu người khác vô thì mấy con sẽ học cái lớp mới. Nghĩa là ở lại là phải học cái lớp mới chứ lên được sao? Cho mấy con mắc cỡ với họ chứ. Rồi người ta vô người ta học người ta lên luôn, mấy con còn chưa được thì mấy con ở lại đây nữa. Chứ thầy không bao giờ thầy cho lên đâu. Nghĩa là phải cố gắng, phải vét cái óc của mình ra, phải tư duy suy nghĩ
để cho lên được lớp, chứ mà nếu mà ngồi đó hoài đó thì chắc chắn là phải chịu. Vì cái sức tư duy, cái tri kiến của mình không hiểu thì mình làm sao mình xả được cái tâm mình. Mà 10 cái điều lành của Phật đâu phải chuyện dễ, đâu phải chuyện dễ. Nhất là tham sân si, mấy con biết nói là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu rồi, đâu có thường. Nhưng mà nó chưa, chúng ta chỉ cần hiểu để mà xả thôi, chứ chưa phải là quét ra cho hết. Chứ nếu mà quét hết thì người ta chứng đạt A-la-hán hết. Cho nên từ cái quả trời chúng ta thấy nó đã xây dựng nó chỗ mà cái ý của không tham không sân si đó. Cũng kinh lắm chứ đâu không phải là bên nói cõi trời mà thường đâu. Cho nên nó phạm thiên, mấy con nghe nó phạm thiên. Ông phải hết ái chứ ông còn ái mà làm sao phạm thiên. Cho nên ở trong kinh Phật đã xác định được những cái điều này rất rõ ràng rồi. Nói cõi trời đâu phải dễ, nhưng mà mình từ cái cõi trời mà bước qua niết bàn nó đâu có xa đâu, nó có một chút xíu thôi, có chút mà thôi. Đó thì mấy con thấy con đường tu của chúng ta nó càng ngày nó lộ, nó lộ rõ. Cho nên ráng con, con phải tiếp tục. Không giới thiệu con quát mà nói thân hành không có được con không có lạc đề không quá. Mình nói thân hành à, có cái gì thầy giúp đỡ cho mấy con triển khai được cái tri kiến của mấy con thêm nữa con. Không có gì à, thiện trí bữa nay chắc không có hả con? Con à, mấy con ráng cố gắng con, tuổi sức của mấy con, nhưng mà điều kiện để thầy sắp xếp cho cái lớp, cái lớp rồi thầy nâng đỡ, thì giúp đỡ cho mấy con tu tập. Mấy con lớn tuổi quá rồi, thì đấy mà ngồi cái lớp này là cái lớp mà tuổi còn sức sống à, mà cho mấy con ngồi cái lớp này chắc hôn trầm nó đánh mấy con kết gục, không có tiến thấu nữa. Vậy mà thầy rất thương mấy con, viết cái bài mà con chiến đấu với cái hôn trầm của mấy con, thầy rất là thương mấy con lắm. Cho nên thầy sẽ sắp xếp cho cái lớp tuổi lớn của mấy con nằm ở chung một cái lớp để mà thầy hướng dẫn cho mấy con. Dù mấy con chưa có làm xong, làm chủ được cái sinh già bệnh chết của mấy con đi nữa, nhưng mà mấy con vẫn niết bàn, chấm dứt tái sanh. Thầy cố gắng giúp đỡ cho mấy con trong một đời này thôi, nhưng mà mấy con phải ráng tập với cái sức của mình. À, con nên làm cái bài đường đi của nhân quả con, bắt đầu bây giờ đó là đi vào cái đề để mà cứu kính của mình bằng cái tri kiến giải thoát rồi đó. Tức là đường đi của nhân quả con người rồi, thì đó là bắt đầu vào con người rồi thì mấy con biết áp dụng. Cái kia thầy mới nói thảo mộc là nói để chúng ta hiểu thôi, hiểu sơ sơ chứ chưa có áp dụng nhiều đâu. Cho nên có nhiều người mới nói nhân quả mà áp dụng vào cái đời sống của chúng ta thì có chừng sai. Để nó cụ thể thôi, nó cụ thể cho nhân quả. Thì cái bài đầu đó là cụ thể cho nhân quả. Rồi cái bài kế, cái bài mà nhân quả con người rồi đó, thì đó là bắt đầu vào cái lớp học thật sự để mà cứu cánh chúng ta rồi đó. Thì cho nên người nào mà đậu thì lên, mà người nào rớt thì ở lại, không có được mà lên, không có được cho lên. Thì mấy con phải ráng, thầy gợi ý thì nó ráng mà ghi chép tư duy cho nó đúng cái ý của thầy. Do vì vậy mà cái lợi ích đó sẽ đem đến cho mấy con. À, bây giờ còn có ai còn sót, chắc có lẽ là buổi chiều rồi, chứ còn ở đây không biết là mấy con đủ tư duy. Vậy thì pháp ngộ con hãy mang cái này lợi cho các bác, các thầy con. Coi người nào là con đọc tên người nào. Người nào mà không có thì con đem lại đây trả lại cho họ. Như trong trường hợp ví dụ như con đang làm công việc hạt sen mà nó khởi lên một ý niệm về trong cái sự làm bài viết con, thì con có nên dựa vào đó mà tiếp tục tư duy những cái niệm nó vừa khởi lên hay không? Không, con bây giờ con đang ăn cơm, thì khi mà nó khởi lên, con đang ngồi ăn cơm mà nó khởi lên là con mất chánh niệm tỉnh giác rồi. Không, cho nên con phải quay nó trở về ăn cơm để mình giết mình nhai từng chút từng hành động của mình đó. Bởi vì trong khi ăn cơm thì không nên mà làm việc bằng định vô lậu được không? Mình chỉ còn có tỉnh giác ở trên các thân hành của mình đã ăn mà thôi. Còn nếu mà nó đang ăn cơm rồi bắt đầu nó suy nghĩ, nó nhớ đến cái bài làm của mình, rồi còn thiếu chỗ này, thiếu cái kia. Khoan đã, giờ này không phải là giờ tu định vô lậu, mà giờ chánh niệm tỉnh giác đang ăn, mà bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ chắc mày ăn không được. Mà mày ăn không được thì chắc mày đói, chắc mày cũng chết. Con la nó nước cho nó ớt, đừng có cái giờ này không phải là giờ suy nghĩ. Những cái giờ khác thì tao có thể dừng để cho mình suy nghĩ, chứ cái giờ này không có được suy nghĩ đâu. Suy nghĩ gì mà ngồi suy nghĩ là làm sao ăn, vừa ăn mà vừa suy nghĩ, con biết không? Nó không có tỉnh giác chút nào hết. Bởi vì cái ăn mình cần phải ăn nhai, lắng nghe từng cái nhai của mình để tập cái quan nghi cái hạn con. Chứ lúc bây giờ mà con suy nghĩ đó chắc chắn là con hút canh lia lịa. Nên nó không mất cái quan nghi cái hạnh, cho nên không có được. Do như vậy thì nhớ khi mà ngồi ăn thì
nó mình phải tu ở trong cái chánh niệm của cái quay như thế hành của người phải đang hành cho nó nghiêm chỉnh lắm. Ngoài ra như con đang với sách thì có thể tư duy được hay không? À, con đang làm gì chứ? Quét sân. Được, con có thể tư duy được. Bởi vì quét sân con có thể dừng lại, con có thể tư duy trong một cái giai đoạn. Nhưng mà cái ăn thì không được. Cái ăn thì không được. Không có lẽ bữa cơm con ngồi con tư duy cho tới chiều rồi nó bắt đầu nó ăn lại phi thời mất, không được. Cho nên cái này không được. Còn vừa ăn mà vừa tư duy nữa thì không có tốt. Nó không mất quan nghi. Thầy hồi nãy lúc biểu bây giờ là đi tới bát vậy là các hộp nó đều đổ tung vô trong bát tách nhau mà ngọt. À, có Út có dặn là mình đổ hết tất cả những cái đồ ăn khô của mình vừa đổ hết trong bát của mình, cái đồ ăn khô đó mà. Còn canh á thì mấy con lấy cái nắp bát của mình thì đổ vô đó trả họ. Cổ ý cổ muốn nói như thế này, lẽ ra thì thay vì thì thầy phải nói với cô Châu là cho họ cho vào thực phẩm, cho vào cái hộp muối, rồi canh thì cho vào cái bọc, thấy không? Rồi bắt đầu đó mình đi khất thực á thì mình chỉ trút cái cơm vào cái bát của mình, hoặc là mình bưng cái hộp cơm người ta để hộp muối này, mình về mình ăn rồi mình bỏ rồi cái bọc đó, mình về mình ăn canh đó thì mình trút ra mình ăn rồi mình cũng bỏ, mình không khỏi cần rửa con gì hết thì cho nó tiện lợi trong cái sự mà đi cất thực của mình. Còn bây giờ nó về ăn rồi rửa, người thì đem hộp trả, người không trả, cho nên buổi chiều á người ta đến người ta đòi hộp thì có người thì trả đủ, trưa mình ăn rồi mình xách ra rửa rồi mình trả đủ, có người thì không có trả đủ. Nhưng mà cô Út cổ muốn làm gai với cái người đó, bây giờ mình cứ trước mình trả hộp cho họ về mặc sức họ rửa, nghĩa là tại chỗ mình trả hết, mình chỉ mang cái bát với đồ ăn cơm với đồ ăn mình về thôi. Đó là cái ý của Út, mà cứ bữa nào buổi chiều cũng đến đòi hộp, mà mấy con thì có người thì trả mà có người thì không trả, cho nên nó cứ thiếu. Mà vì vậy mà không biết làm sao lạ luôn, bữa nào nó cũng thiếu, mà không biết để lại mấy cái hộp làm gì thầy cũng chưa biết, mà cái người hoặc là ai làm gì thầy cũng đâu hiểu, mà cứ bữa nào nó cũng thiếu, có bữa thì thiếu bốn cái khẩu phần hộp, thiếu luôn bốn cái, hôm qua thì thiếu tới tám cái, nghĩa là thiếu tám cái khẩu phần mà hộp không có đem ra đủ. Mà để rồi bữa nay người ta đem đến cho mình thì người ta thấy đếm thiếu thì người ta đòi hỏi của Út sao mà quý thầy quý cô thì không có trả. Do nên hôm qua hồi chiều hôm qua là chạy tứ tung mà hỏi coi mấy con có còn để lại trong thất chưa đem tới không. Nhiều người nó tội, người ta đã đem hết rồi mà cứ đếm chỗ đầu hoài, còn có người thì giữ trong thất thì không biết làm sao. Rồi nên cuối cùng thì cuối cùng mà đòi như vậy đó, người ta không có giờ đã bị trễ rồi, cho nên họ lén họ để chỗ nhà của Út, họ để chỗ cái cửa vô nhà bếp đó. Thế cái chừng mà chạy tới lui kiếm hơi đi sao nó gặp để đó, không biết ai bỏ đó, mình cũng không hiểu. Nó là những cái nó quên đi, thật sự ra thì chắc không ai tham đâu, nhưng mà lúc mình ăn cơm rồi mình quên đi. Rồi tới chừng mà nghe người ta nhắc á, bây giờ đem cũng kỳ quá, thôi để chờ người ta quên cái mình xách mình bỏ đặng. Đó là những cái điều kiện mấy con thấy, những cái điều kiện mà mình hay quên đi thì mình làm cái những chuyện sơ sót mình thôi. Vì vậy mà muốn làm sao cho nó tiện lợi đó, là vì người ta xớt bát mình rồi mình ăn thì làm sao mình xớt mình trả đồ cho họ. Nhưng thực thật đó mình rửa rái này kia thì mình đỡ cái phần cho cái người ta rửa một chút, nhưng mà cái nhà mà bán cơm thì họ cũng không có đạo đức gì lắm đâu, không biết không, nếu mà không cẩn thận thì họ bớt đồ ăn hoặc là nhiều hơn khôn lắm, gạo thì họ trộn hai ba thứ rồi họ bỏ lá dứa rồi cho thơm thơm để rồi họ có lời, chứ nếu mà họ tặng người đem cà phương rồi nấu cho mình thì họ sẽ không có lời. Nhưng mà cái người mà người ta đặt thì người ta đặt gạo thơm, cơm cho ngon, đồ ăn phải làm cho nó toàn là đồ ăn Thái Lan đó, họ đặt cho mình ngon không đó, nhưng mà họ làm đó nó bán tàu bán Việt. Không, mấy con cái phòng món ăn của mình đó, nửa tàu nửa Việt chứ nó đâu có rồng rạc tàu không đâu. Nhưng mà cái người đặt đó, thì họ đặt rất là họ muốn cho chúng ta ăn đầy đủ đó, họ đặt rất là ngon, cho nên họ bỏ tiền bao nhiêu họ không tiếc. Nhưng cái người bán đó, thì họ cũng muốn kiếm chắc chút ít, không lẽ mấy ông thầy này tu hành mà đi tố cáo họ sao, phải không?
mẹ nói bữa nay Phương như thế này hay sao, mình đâu có phải như người đời, cho nên mình cứ bỏ qua thôi. Vì vậy mà cái người mà người ta cúng dường người ta cũng biết, cho nên người ta hằng tìm cách để mà người ta coi được cái người này có thành thật hay không. Nếu quả chăng cái người này không thành thật là họ thì không có đặt cơm ở chuyện đó nữa, mà họ đặt chỗ khác. Hoặc là nếu mà không thành thật đi nữa đó, thì họ có quyết tâm là họ sẽ cất một cái nhà để nấu ăn, họ mướn người để nấu ăn, làm cho đúng cái tiêu chuẩn, họ bỏ tiền ra để giúp cho chúng ta có ăn uống cho đầy đủ để mà chúng ta có cái sức tu tập. Bởi vì họ cũng biết là mình tu tập rất dễ dàng, cho nên mấy người Phật tử này họ là những người tốt bụng lắm mấy con. Họ tu không được, nhưng mà họ cũng muốn giúp cho mình tu được. Đó là cái tâm nguyện của họ như vậy. Nhưng mà đụng một cái là nó rắc rối gì vậy, đời với đạo nó lộn xộn đó. Thành ra họ, cái người đời thì họ muốn làm ăn cho khấm khá, còn cái người đạt thì muốn làm cho đúng. Thành ra nó có những cái sự nó không hay nó xảy ra. Cho nên vì vậy mà những điều mà chúng ta rắc rối trong cái cuộc sống của chúng ta hôm nay nó có cái sự thay đổi. Nghĩa là từ trong nhà bếp của Úc nấu cho ăn thì nó không có thấy gì, phải không mấy con thấy? Nhưng mà khi có sự thay đổi đó thì nó có những cái sự mà làm chúng ta đọc. Nhưng mà chúng ta tiến bước chứ chúng ta không lùi. Chúng ta không lùi lại đâu, chúng ta tiến bước. Nghĩa là chúng ta giao hết cái trách nhiệm này cho người Phật tử lo đời sống chúng ta. Trong chùa chúng ta không còn cái bếp nữa mấy con. Đó là chúng ta đã chuyển bước đúng như cái lời Đức Phật đã dạy. Trong chùa không có cái bếp. Mà cái sự chuyển biến của cái tu viện chúng ta, mà từ lâu từ khi mà thầy về tu viện này, thầy đã muốn ở trong cái tu viện này không có cái nhà bếp, mà không được, mình chưa có làm được. Mà đến giờ phút này có cái sự chuyển biến thay đổi, mà trong chùa chúng ta, trong tu viện chúng ta nó không có cái nhà bếp là thầy rất mừng rồi. Nhưng mà nó gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà mấy con cũng thấy những cái khó khăn đó, mấy con cũng hiểu biết là lần lượt mình sẽ ổn định được, nó đi vào cái nề nếp nó quen đi thì nó ổn định. Cái người mà cung cấp cơm mình cho mình ăn nó cũng quen đi, họ cũng mới, cho nên họ cũng có những cái làm nó cũng chưa có được hoàn chỉnh lắm. Cho nên chúng ta cố gắng khắc phục với nhau thì hai bên nó thỏa thuận đúng cách và nó quen đi rồi nó, chúng ta đi vào ổn định cái vai trò mà đi khất thực cho nó ổn. Còn các nước mà ở người ta đã khất thực lâu rồi đó, nó dễ rồi. Còn mình đây thì là mới mẻ quá. Mấy con thấy hôm nay mà ôi mình bác đi dọc dọc như vậy là mới mẻ quá chứ gì. Nó có thay đổi nhiều chứ đâu phải không. Đó là cách thức của chúng ta đã có cái sự diễn biến, cái diễn biến thay đổi. Mà diễn biến thay đổi tốt chứ không phải là diễn biến thay đổi xấu. Mấy con thấy. Rồi mấy con thấy cái sự diễn biến nữa. Cái sự diễn biến nữa là bây giờ cái lớp học của chúng ta nó thành cái lớp học, cái lớp đào tạo chứ không phải là cái lớp tu từ vô đó ngồi. Ví dụ như bây giờ ngồi thiền thì mấy con ngồi hàng lớp ngồi thiền được không được kệ, phải không mấy con? Nhiếp tâm được không được kệ, người ta cũng dạy cho mấy con ngồi thiền. Rồi mấy con họ lên có thưa hỏi họ tu vậy cũng nói ba điều bốn chuyện thôi. Cái này không, ở cái lớp này không có những điều đó đâu mấy con. Kiểm tra từng cái tư duy quán xét của mấy con chứ không phải nó để có con minh sát ở điều đó đâu. Không phải tệ của con tự mấy con suy tư mấy con làm cái điều này đâu, mà chính phải nhờ một vị thầy người ta triển khai, người ta gợi ý để các con triển khai ra cho được, để làm cho cái trí tuệ của con càng lúc càng tiến bộ. Như hồi nãy cái bức thơ của một tu sinh ở đây nói, nghĩa là mình càng triển khai cái tri kiến mình mới thấy được cái sâu rộng của nó, mà nhờ cái sự gợi ý của thầy mới có triển khai. Cỡ mà thầy không gợi ý thì mấy con biết chỗ nào mà triển khai. Cho nên nói để cho mình tự tu định vô lậu thì chắc chắn mấy con quán chỉ có chút thôi, phải không? Rồi mấy con quán xiên xẹo nữa, quán bên đây lộn bên kia lộn bên nọ, bằng chính mấy cái bài con viết là thấy rõ ràng chứ, phải không? Mấy con thấy cái vấn đề mà tư duy của mấy con như vậy, mà từ lâu tới giờ nói định vô lậu, tu thiền quán, sự thật là thiền quán điên của mấy con, chứ thiền quán đúng cái chỗ nào đâu, có đúng không mấy con? Qua cái lớp học này mới xét được cái chỗ tu tập của mình là sai chứ. Rồi bây giờ mà chánh niệm tỉnh giác mà thầy dạy mấy con, coi chừng mấy con lại sai nữa. Chứ đâu phải là không sai, bởi vì cái này sai thì cái kia cũng sai. Mà từ lâu tới giờ do cái sai đó mà người ta không đạt được cái cứu cánh giải thoát cái gì. Mà hôm nay có sự diễn biến thay đổi để biến chúng ta trở thành cái lớp học đào tạo. Thì thầy không hướng dẫn mấy con thì đào tạo chứ còn gì nữa. Dạy từng chút, từng cái ý tưởng, từng cái hiểu biết của mấy con để mấy con xoáy sâu vào con đường giải thoát của mấy con này. Thì không phải đó là đào tạo sao? Phải không? Như vậy là rõ ràng là cái lớp đào tạo thật sự chứ. Chứ đâu phải là để cho mấy con tự tu tự chứng được sao. Cho nên đây là sự thật, chúng ta đi vào một cái mới. Mà từ xưa đến giờ đạo Phật có những cái lớp học chữ nghĩa, nhưng mà không có lớp đào tạo chúng ta.
có phải không? Chúng ta học thôi, chúng ta hiểu thôi, chứ không có đào tạo chúng ta, không có triển khai chúng ta, do cái sự hiểu biết chính chúng ta gợi, thầy gợi ý cho các con hiểu biết để mà các con triển khai chi kiến của mình. Cho nên cái lớp đào tạo này và cái thiền sinh mà viết cái bức thư này, thầy thấy đúng là nhận xét đúng. Nhận xét đúng là gì? Cái lớp đào tạo của mấy con này, mà từ xưa đến giờ thì chưa có cái trường Phật học nào mà đào tạo cái kiểu này. Vì vậy đó là cái sự triển khai, cái sự thay đổi cho một cái chương trình học tập của Phật giáo. Ở đây không học cấp bằng, không lấy cấp bằng, qua cái kiến thức hiểu biết của mình, mà ở đây qua cái sự giải thoát, làm chủ sự sống chết của chúng ta. Người nào làm chủ được thì người đó đương nhiên là có cấp bằng, có cấp bằng chính quả A-la-hán. Mà người nào không làm chủ được thì dù bây giờ có 100 mảnh bàn thì cũng chẳng ra gì hết. Và ở đây chỉ là bây giờ anh chị hoặc là thầy cô mà làm chủ được cái sự sống chết, đó là cái cấp bằng. Cái cấp bằng đó không giấy không tờ gì hết. Nhưng mà không làm chủ thì coi như là không có cấp bằng. Nghĩa là mình làm chủ được cái sự sống chết, mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, bệnh đau thì tắt ý đuổi đi, không cần phải đi uống thuốc trị bệnh. Tâm mình thì như đất, nghĩa là ai nói gì vui vẻ, không buồn rầu, không khổ đau. Già cả thì quắc thước, không có lụm cụm, không có đi té tới té lui. Thì như vậy đó là những người cấp bằng đó, cái đó là cái cấp bằng. Còn nếu mà không làm được cái điều đó thì nó chưa phải cấp bằng của một người tu. Cho nên ở đây nó không phải mảnh bằng mà là cái hành động sống của các con, mà làm được đó là cái cấp bằng của các con. Mà cái lớp học này đào tạo cho mấy con được như vậy thì mấy con phải ráng mà thực hiện học tập và rèn luyện mình để cho mình được như vậy. Đó là chứng minh được đạo Phật thực tế hơn. Đó là cũng là một cái ánh sáng soi sáng cho mọi người trên thế gian này soi, thấy được cái đường đi của đạo Phật là như vậy. Cho nên mấy con ráng cố gắng không có nghĩa là ráng tu điên. Các con thấy có nhiều người tu điên đấy chứ. Có sự thật ra nếu mà thiện thảo mà nếu mà không có thầy thì có thể là tu điên, có phải không? Tu nó thành điên thì nói nó tu điên, chứ không phải là tu điên mà nó tu trật. Thì tu điên là tu nó làm cho mình điên, mà thì đó là tu trật chứ sao? Các con hiểu điều đó. Cho nên tu mà không kết quả cũng là tu trật, tu điên. Còn tu mà đến đổi mình lãng thần kinh, mình nói bậy nói bạ thì đó là cũng tu điên, có gì đâu. Đó là những cái điều mà cái người mà tu học theo thầy thuyết nghĩ thì chúng ta phải biết cái đúng cái sai. Cái con khéo nó nồng nhiệt quá thì nó sai, mà nó cũng cực thầy. Con biết không, ban đêm thầy phải đi xem coi thử coi cách thức tu như thế nào đúng hay sai, mà nửa đêm nó la quảng lên nó bị lực sao. Con biết chứ đâu có đơn giản đâu, nó không phải dễ đâu. Như thầy Thiện Thuận, con biết không, thầy tu điên thì thầy la quảng lên, tức là thầy la ung sùm lên, làm như là cọp rống, thì buộc làm thầy phải chỉnh đốn lại cho nó đúng đắn, đâu có để như vậy. Còn bây giờ mà Thiện Thảo mà nếu mà thầy không cảnh giác thì ở ngoài đó nó la điên, nó chạy thì có nước mà chịu đầu hàng thôi chứ cách nào khác. Mặc dù có thể mà thầy giải được những cái điều đó, nhưng mà không nên để cái điều đó, để cái điều đó cũng ảnh hưởng lắm. Cho nên vì vậy mà khi cả cái lớp học năm đó ở đây tu thì thầy Thiện Thuận đã làm cho đồng chúng hết. Người ta chạy đến cái thất của thầy Thiện Thuận đứng hàng hàng, nhưng mà thầy xả cho thầy Thiện Thuận xong bình an lại thì người ta mới không sợ. Chứ cỡ mà không có thầy mà cứ la hoài tới sáng chở gì diện thì chắc chắn người ta rút lui rồi người ta dám tu nữa. Nó không hiểu điều đó, nó nguy hiểm. Nghĩa là thầy không xả được người ta dám ngồi đó tu nữa không? Cái kiểu này tu ít bữa chắc mình cũng đi bệnh viện tâm thần hết ráo rồi, phải không mấy con? Thấy cái điều đó là điều nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó mà nó khó lắm mấy con, chứ không phải dễ. Mấy con mà tu mà từng tự tu mà thì hướng dẫn thì không sợ, bởi vì đạo Phật nó có căn bản lắm, nó đi từ thấp đến cao, nó không có vượt ngang. Thay vì cái lớp tu của mấy con đó thì như Thiện Thảo á thì bắt đầu vào tướng kiến chánh tư duy chứ gì, thế mà ông này ông muốn giải bực, ông tu cái lớp chánh niệm mấy con. Bởi vì ông để lui cái hôn trầm thì miên rồi thì phải ở trên tứ niệm xứ chứ làm sao mà tu cái gì nữa. Hãy ông tu cái gì ông ức chế hoặc là tu cái gì thì ông bị hết rồi, bị nó lọt chứ không chỗ đó rồi, các con hiểu không? Cho nên tu nó cao thì phải biết nương vào cái chỗ cao. Cho nên thầy buộc hẳn giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự, có chứa ngại pháp đều là tác ý đuổi đi liền trước khác, để cho nó quân bình lại cái ý thức của chúng ta hoàn toàn nó không bị tâm tưởng.
Con biết không, khi mà như thế này thì Tảo trình bày cái này, cầm cái ly này mà cái tay nó bóp, tự nó bóp bóp dẹp cái ly thôi, không cái ly như thế này, cái tay thầy bóp là cởi thứ này, mà cái tay của Thiền Tảo nó bóp dẹp đép, không biết cái lực tưởng của nó ở đâu mà nó bóp dẹp đép cái ly. Nó nói sao kỳ, còn hai cái tay nó vậy, nó chấp như vậy, nó dính lấy ra không được, nó hít lại. Nó nói con thấy nó đâu phải dễ đâu mấy con, nó còn bình tĩnh, nó còn biết chút ít đó, chứ còn cỡ mà cái thần, cái ý thức của nó mất đi, nó không biết cái điều đó thì nó đâu có trình bày được, phải không? Lúc bây giờ nó tưởng là thần thông phép tắc không, nó bay nó nhảy tùm lum ra làm sao. Thì đã nói chưa có hết, con hiểu biết không, thầy nói chưa có hết. Cho nên vì vậy nó phá đi, nhưng mà điều kiện là nó ở trong cái tưởng chứ chưa phải hết đâu. Cho nên vì vậy mà cái mà lo lắng cho thầy á, là sợ nó có cái gì á, thì nó ảnh hưởng không có tốt trong cái lớp học của mình, phải không con? Còn với thầy chân thành là trải qua một cái thời gian, thầy kể lại cho mấy con nghe mà, từ khi mà ở cái đồng mã nó sợ quá nó không giấc ngủ, chứ không phải là thầy cố gắng thầy đuổi cái ngủ, nhưng vì nó sợ mà nó không giấc ngủ. Giờ đó mà từ đó nó giảm đi lần đi, có phải nó bớt lần không, chứ mình có ức chế nó đâu, cho nên nó đâu có lộn tưởng. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên vì vậy mà nó lần lượt tới bây giờ mình thức được như vậy là cả một cái thời gian dài, phải không mấy con? Hiểu chỗ đó. Vậy mà trên cái phần mà không đào tạo gì cái tri kiến giải thoát á, thì do đó cái phần mà ly cái dục lậu với cái hữu lậu, cái hữu lậu á, nó không có cái phần để mà cái định vô lậu để mà ly nó, thì vẫn còn dục, vẫn còn ác pháp chứ, chưa có ly hết mà. Mà con thấy mặc dù là cái phần bên đây nó có tỉnh giác được, nhưng mà vẫn còn hôn trầm chứ chưa phải sạch. Mà nó không loạn tưởng, con hiểu chưa? Còn cái thầy Thiện Thảo thì ổng nhào vô cái ổng quýnh ông bữa 10 ngày cái ổng vô rồi, thì thầy nói cái này là bị tưởng chứ không thế nào thật được, mà đúng vậy. Thầy hiểu biết mà. Bởi vì qua cái đời tu hành của thầy, 18 lại dị tưởng xuất hiện trong đầu của thầy mà, cho nên không có mặt tưởng nào mà ló khỏi, thầy không biết đâu. Thầy đã biết rõ ràng từng bước đi của nó như thế nào mà tu tập như thế nào, cho nên thầy rất rõ nó rồi. Cho nên mấy con nói ra cái trạng thái nào thì thầy biết rồi, thầy đã bị hết rồi. Nếu mà không bị thì nói à chắc có lẽ là chính đạo, có phải không? Kính bạch thầy, theo kinh nghiệm tu con á, thì con thấy như thế này. Ví dụ như con cố gắng thức thêm một tiếng đồng hồ thôi. Ví dụ như con tu 4 tiếng mà còn ráng ráng nỗ lực tu thêm một tiếng để thức thêm một tiếng nữa, thì con thấy như vậy là nó đã có cái tâm con nó khởi hai điều. Thứ nhất là một là mình bị vọng niệm. Còn nếu mình không vọng niệm mà mình tu nữa, mình thức thì nó lại đi qua cái tưởng. Con thấy con phát giác trong lúc mình, ví dụ như con ngủ 4 tiếng buổi tối, bây giờ con ngủ 3 tiếng thôi, thì con nỗ lực con tu thêm một tiếng. Thì ngày hôm đó là đã phát sanh tưởng là đi giống như là bay rồi mình thấy. Đúng vậy. Mà nếu mà con nỗ lực tiếp thế này, em tăng thêm một tiếng, còn ngủ 2 tiếng nữa là bắt đầu con bay thêm cao nữa. Mà đi. Nếu mà cắt đứt luôn 4 tiếng ngủ luôn thì con thấy con chắc lúc đó là con tưởng nó hoạt động rất là mạnh. Đúng không ạ? Đúng rồi. Con thấy như vậy là con ngưng lại cái phạm vi đó thôi. Đúng vậy, còn bị những cái tưởng đó nó ghê lắm. Cho nên gì? Và thầy nếu như có thức mình ở trong mình vượt qua từng chút được cái thầy. Mình cũng phải thức nguyên đêm như mình vượt từng chút được. Được, một chút, nhưng mà mình cảnh giác. Không bị tưởng. Mình cảnh giác, mình biết tưởng rồi đó, thì mình cảnh giác, đừng có để cho nó lọt mình vào, thì mình sẽ thắng được. Mình dùng bằng ý thức, bằng cái nghị lực của mình thắng được cái hôn trầm đó. Thì con thấy thắng được bằng cái ý thức hiểu biết của mình, như cái bức thơ thầy đọc hồi nãy không mấy của bác đó. Đó, vậy đó, mình tác ý đó để cho cái nghị lực cho mình nó vững mạnh lên, và đồng thời nó làm cho nó cái đó nó lui đi, chứ không phải là mình cố gắng bằng cái cách này bằng cách khác để cho nó, nhưng mà vì cái ý thức của mình nó có xả được cái buồn ngủ đó, nó giảm vậy thôi, nhưng mà nó không lọt mà tưởng thôi. Vì ý thức mình đắc ý mà. Mày có thấy không, thầy chân thành á, thầy buồn ngủ con biết thầy nói như thế nào, mày chết sắp tới nơi rồi mà mày còn ham ngủ, mai mốt mày chết rồi mày biết. Thầy chân thành nói với thầy vậy đó, chỉ nó ham dạ cái tâm mình thôi, con hiểu không? Còn cái này cái bác cư sĩ này là bác chỉ là thẳng, mà cái lớp học này thầy nói vậy thầy cũng như là lời trối rồi, mà mình không ráng tu mai mốt mình thấy cái gì này tu. Cho nên mặc dù là tuổi mình già rồi nhưng mà mình phải nỗ lực chứ. Đó là cũng cách thức để
huấn luyện cái tâm để nhắc nhở cái tâm để làm cho cái nghi lực mình, nhưng mà không ngờ lại nhắc nó vậy. Rồi bây giờ ráng đứng dậy đi, cái bắt đầu ngay sao nó khỏe, nó không còn nữa đâu. Các con thấy cái ý thức dũng cảm thì ghê gớm chứ, phải không? Còn kia mình ức chế mà nó lọt cho tưởng quá, mình chịu đựng, mình không có cái nghị lực mình lấy. Chính bà thầy, ý thức như vậy á, mình khi mình suy tư như vậy đó cũng là một câu tác ý mà thầy. Câu tác ý thôi, câu tác ý chứ không phải nó mạnh lắm mà. Nhưng mà mình không có nên mà ức chế nó. Mình thấy được vậy đó, mình ức chế là nó đánh quật lại mình đó. Và không đánh lật lại mình được thì nó hiện tượng rồi. Nó cũng ghê lắm đó. Từ từ mình giảm bớt, rồi từ từ mình tu, từ từ mình tiến lên. Kính bạch thầy, như con đi, ví dụ như con cố gắng nhiếp tâm cho được, ví dụ như cái trình độ con không được 5 phút mà con cố nhiếp tâm cho được 5 phút, nhiếp tâm con đi cho nó tốt được, theo thời gian kéo như vậy, rồi đến hết ngày này đến ngày khác thì con cũng lọt qua tượng. Con lọt bị con ráng, con ráng ức chế nó cũng bị ức chế. Thành ra mình cứ tu để từ từ nó tiến lên, nó tiến lên, chứ đừng có ép buộc nó. Mà ép buộc nó thì nó cũng nguy hiểm. Cho nên từ từ, và đồng thời thì các con ráng cố gắng mà các con tu, thì các con xem xét lại cái tâm tưởng của mình, coi tôi coi mình nhiếp phục hay khắc phục được hay không. Mà thấy nó cứ giảm lần thì mình tiến tới. Rồi một mặt bên đây mình triển khai cái tri kiến giải thoát của mình, tức là định vô lậu đó. Cho nên nó kìm hai bên hết, để nó đụng bên nào nó cũng có pháp của mình hết, rồi nó tiến dần lên. Chứ mình đừng dội lắm, tiến dần lên đâu nó bị im re thôi. Mà tới đâu nó tỉnh tới đó, tới đâu nó tỉnh tới đó. Nó giúp cho mình con đường tu của mình nó nhanh mà nó dễ. Kiểm tra chánh niệm tỉnh giác. Rồi con bây giờ kiểm tra chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ cái phần bây giờ bên tăng mấy con trước đi. Không, con đi trước rồi bắt đầu đi chánh niệm tỉnh giác. Thầy con tu hai pháp đi con. Rồi con tu hai pháp. Rồi con sẽ đi kinh hành hai pháp con. Rồi. Con có cảm ý lớn lên không bạch thầy? Con tác ý lớn lên cho mọi người thấy và nghe để mình biết đó con. Đi kinh hành tôi biết, tôi đi kinh hành. Đi kinh hành tôi biết.